Điểm mù có khả năng tạo ra xung đột trên Biển Đông. Mến chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Biển Đông được cập nhật 24 trên 7 về tình hình chiến sự Biển Đông, các động thái của các nước, tình hình tập trận, năng lực quân sự của các bên liên quan đến Biển Đông. Luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi của Trung Quốc tạo ra một điểm mù, nếu nước này lạm dụng sẽ có khả năng dẫn đến xung đột trên Biển Đông. Chiến thuật vùng xám Cục Hải sự Trung Quốc MSA mới đây ra thông báo về việc Luật An toàn Giao thông Hàng hải sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Luật này được cho là nhằm tăng cường quản lý, duy trì trật tự giao thông hàng hải, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Tương tự như luật hải cảnh được Trung Quốc thông qua vào đầu năm nay, Luật An toàn Giao thông Hàng hải sửa đổi cũng góp phần vào bộ công cụ mà Trung Quốc đang sử dụng để yêu sách những vùng lãnh hải tự thiết lập vượt quá giới hạn 12 hải lý theo công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982, mặc dù điều 2 của luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi khẳng định luật sẽ được áp dụng trong việc điều chỉnh các hoạt động liên quan tới an toàn giao thông hàng hải, nhưng phạm vi các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc đã làm dấy lên những quan ngại về khả năng vi phạm luật pháp quốc tế trong khi nước này áp dụng trong thực tiễn. Cũng giống như luật hải cảnh, luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi không định nghĩa rõ vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, tạo ra một điểm mù mà nếu Trung Quốc lạm dụng thì có khả năng dẫn đến xung đột trên biển Đông. Luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi của Trung Quốc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua tại kỳ họp thứ 28 và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký ban hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2021. Đây là luật sửa đổi Luật An toàn hàng hải được thông qua năm 1983 và được sửa đổi vào năm 2016. Luật bao gồm 10 chương và 122 điều, so với luật sửa đổi trước đó bao gồm 12 chương và 53 điều luật an toàn giao thông hàng hải khi được áp dụng song hành với luật hải cảnh sẽ trở thành bộ đôi công cụ để trung quốc thực hiện chiến thuật vùng xám của mình gia tăng triển khai lực lượng chấp pháp trên các vùng biển yêu sách nếu như luật hải cảnh quy định lực lượng chấp pháp có thể ngăn cản, chặn và loại trừ các hành vi gây nguy hiểm tới chủ quyền, an ninh và quyền cũng như lợi ích hàng hải quốc gia theo điều 12 và cho sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết, kể cả vũ khí theo điều 21, 22 thì điều 92 của luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi cũng cho phép MSA yêu cầu hoặc xua đuổi tàu thuyền nước ngoài rời đi và thực hiện cả quyền truy đuổi nóng nếu các đối tượng này không khai báo khi đi qua lãnh hải của Trung Quốc lực lượng chấp pháp biển trung quốc khi được trao nhiều quyền hạn như kể trên đồng thời tăng cường hiện diện tại các vùng biển tranh chấp thì khó có thể được coi là đang thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật thông thường trong thời bình mà đã trở thành mối đe dọa đối với các quốc gia ven biển nếu đi lại hợp pháp thì phải được tôn trọng gần đây có nhiều quốc gia như anh mỹ ấn độ đưa tàu tới khu vực biển đông về vấn đề này, Công ước Liên hiệp Quốc về luật biển năm 1982 quy định tại những vùng biển vượt quá giới hạn 12 hải lý, các quốc gia ven biển cần phải đảm bảo tàu thuyền nước ngoài được thực hiện quyền tự do hàng hải theo điều 58, 86, 87, 89, 90. Nguyên tắc trên cũng được công nhận là tập quán quốc tế bởi Tòa án Quốc tế và luật biển. Vì vậy, không chỉ các nước thành viên của Công ước Liên hiệp Quốc về luật biển năm 1982 mà kể cả Mỹ, dù chưa tham gia công ước, vẫn có thể chịu ràng buộc Phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện của Philippines liên quan tới đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chiến đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra cũng chỉ ra Biển Đông hiện giờ là một vùng biển mở mà tàu thuyền các quốc gia trên thế giới đều có thể được hưởng thụ tự do hàng hải. Cũng theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, bên ngoài giới hạn 12 hải lý, các quốc gia không được yêu sách bất kỳ phần nào của vùng biển quốc tế, kể cả vùng đặc quyền kinh tế là thuộc chủ quyền của họ, theo Điều 5889. Vì vậy, Trung Quốc không có quyền chỉ trích hay cản trở tàu thuyền các quốc gia đi lại hợp pháp trong khu vực Biển Đông, nằm ngoài lãnh hải của nước này. Đối với lãnh hải, tàu thuyền các quốc gia có quyền đi lại vô hại. Việc Trung Quốc gọi các quốc gia như Mỹ, Anh, Ấn Độ thực thi các quyền tự do hàng hải tại Biển Đông là thách thức, thể hiện thái độ chưa thiện trí và thiếu đi sự tôn trọng cần thiết đối với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 nói riêng và luật pháp quốc tế nói chung. COC quan trọng nhưng cơ chế giám sát quan trọng hơn. Các động thái của Trung Quốc tại Biển Đông như kể trên đã ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và quyền tự do hàng hải, một bộ quy tắc ứng xử là giải pháp cần thiết để Trung Quốc kiềm chế và điều chỉnh hành vi của mình phù hợp hơn với luật pháp quốc tế. Tháng 8 năm 2018, ASEAN và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về một văn kiện dự thảo để đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC tại hội nghị bộ trưởng ASEAN Trung Quốc được tổ chức bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN AMM tại Singapore. Bản dự thảo không có trên trang web chính thức của ASEAN, nhưng đã được giáo sư Cass Thayer, chuyên gia Australia về Việt Nam và vấn đề Biển Đông, trích dẫn nội dung trong bài báo. Một cái nhìn sát hơn với bản dự thảo COC. Theo đó, một cơ chế giám sát hoạt động đã được đề xuất trong bản dự thảo này, nhưng mới chỉ được nhắc đến một cách chung chung. Cơ chế này được cho là chỉ giám sát việc thực thi COC, chứ dự thảo không quy định điều gì sẽ xảy ra nếu một bên bị phát hiện vi phạm bộ quy tắc. Dù còn quá sớm để khẳng định, được nỗ lực biến COC trở thành một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý có thành hiện thực được hay không. Điều cốt yếu là phải xây dựng các cơ chế giám sát để đảm bảo tính hiệu quả của nó. COC chỉ có hiệu quả khi đảm bảo thực thi pháp luật và các quy phạm quốc tế. Sự thành công của COC phải được đo lường bằng mức độ mà COC được tất cả các bên tuân thủ. Chỉ khi đó, sự hợp tác và tin cậy lẫn nhau mới có thể được xây dựng giữa các bên tranh chấp coc sẽ không phải là công cụ để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ hoặc các vấn đề phân định biển nhưng một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý với cơ chế giám sát hiệu quả có thể mang lại hòa bình và giảm căng thẳng trong khu vực. Việc giám sát COC có thể được tiếp quản phụ trách bởi cơ quan có sẵn như nhóm công tác chung ASEAN Trung Quốc về tuyên bố về ứng xử các bên ở biển Đông DOC và hội nghị quan chức cấp cao ASEAN Trung Quốc về DOC do hai cơ quan này đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa ra phương thức phối hợp và cách thức cụ thể nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả tuyên bố DOC. Tuy nhiên, các bên đã ký kết COC cũng có thể nghiên cứu thành lập một cơ quan có thẩm quyền thu thập thông tin. Cơ quan độc lập này bao gồm đại diện được tin cậy của tất cả các bên và sẽ báo cáo thường xuyên về việc tuân thủ COC. Việc thành lập một cơ quan như vậy sẽ yêu cầu sự cân nhắc kỹ lưỡng về việc đối tượng nào có thể báo cáo trực tiếp thông tin liên quan đến việc không tuân thủ COC, bao gồm cả xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ và ngư dân từ bất kỳ nước thành viên nào, hay chỉ giới hạn cho công chức chính phủ của các nước. Liên quan đến tình hình Biển Đông, mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, việc khán giả Việt phẫn nộ và tẩy chay khi phát hiện đường lưỡi bò xuất hiện trong phim Nhất sinh nhất thế do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính cho thấy nhận thức và sự phát hiện của người xem khá là tinh tường. Không chỉ lần này mà trước đây từng có nhiều phim của Trung Quốc cũng đã cài cắm hình ảnh đường lưỡi bò và những chi tiết khẳng định chủ quyền sai lệch. Điều này thực sự đáng lên án và khán giả Việt Nam đều quyết bài trừ các phim có chứa bản đồ đường lưỡi bò mỗi lần xuất hiện. Cụ thể mới đây, trong ngày 15 tháng 9 ở tập 13 của phim Nhất sinh nhất thế, Một đời một kiếp, khi phát sóng trên nền tảng IQG Việt Nam, có một phân đoạn phim cho thấy hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trên bản đồ của nhân vật. Tuy chỉ lấp ló ở góc của bản đồ, nhưng chi tiết này không thể qua mắt được khán giả của Việt Nam. Sau khi phát hiện ra đường lưỡi bò trong nhất sinh nhất thế, hàng loạt fanpage lớn nhỏ tại Việt Nam đã quyết định ngưng đăng thông tin ủng hộ bộ phim và đông đảo khán giả cho biết sẽ không tiếp tục xem phim nữa. Cách đây không lâu vào đầu tháng 8, phim Trung Quốc chiếu mạng Em là niềm kiêu hãnh của anh, có hai ngôi sao Dương Dương và địch lệ nhiệt ba đóng chính, được phát sóng trên WeTV của Việt Nam. Cũng bị phát hiện có bản đồ đường lưỡi bỏ trong tập 9. Trên một số diễn đàn mạng, sự việc được đăng tải cùng lời kêu gọi tẩy chay bộ phim. Và vào tháng 3 năm nay, bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh trong tập 15 cũng có cảnh bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò phi pháp. Cảnh phim nằm ở phút thứ 29, bản đồ Trung Quốc hiện rõ đường chín đoạn bằng các dấu gạch trắng trong đoạn nam cảnh sát hình các lũy, bạch kính đình đóng và nữ bác sĩ Mễ Kha, Mã Tư Thuần gặp nhau tại khu chỉ huy trong một khóa huấn luyện cứu hộ khẩn cấp. Khi phát hiện sự việc, nhiều người đã thể hiện sự bức xúc trên mạng xã hội vì Trung Quốc không tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Trước đó vào hồi tháng 8 năm 2020, cư dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh trong tập 18 của phim Trung Quốc Lấy danh nghĩa người nhà, có cảnh một nhân vật bước vào thang máy, biển quảng cáo trong thang máy in hình bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò. Năm 2019, bộ phim hoạt hình chiếu dạp tại Việt Nam là Everest, người tuyết bé nhỏ, có xuất hiện hình ảnh cài cắm đường lưỡi bò vào khuôn hình sau 10 ngày ra dạp Việt, khán giả mới nhìn ra hình ảnh tấm bản đồ của nhân vật G, nơi đánh dấu các danh thắng nổi tiếng cô vẫn hằng mong muốn một ngày được tới du lịch. Có những đường đứt đoạn giống hình đường lưỡi bò. Phim Everest, người tuyết bé nhỏ đã bị gỡ khỏi lịch chiếu dạp một cách đột ngột và đại diện CGV, đơn vị nhập phim xác nhận. Tác phẩm hiện không còn bán vé, tất cả trailer, thông tin và lịch chiếu cũng được gỡ khỏi trang chủ. Kênh Youtube của CGV cũng như một số nhà phát hành khác Cục trưởng Cục Điện ảnh lúc đó nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự việc, đồng thời phối hợp với nhà phát hành để ngừng chiếu bộ phim. Với những bộ phim có các cảnh đường lưỡi bỏ phi pháp, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông đã gửi văn bản cho các đơn vị phát hành, yêu cầu ra soát loại bỏ phim, chương trình vi phạm chủ quyền về luật pháp Việt Nam và chấm dứt hiển thị chuyển ngữ tiếng Việt trong các bộ phim, chương trình truyền hình trên kho nội dung cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam. Có thể thấy là những trường hợp cảnh phim Trung Quốc có hình ảnh đường lưỡi bò đều bị cư dân mạng Việt Nam sớm phát hiện và kêu gọi tẩy chay khi gây bức xúc trong dư luận Việt Nam. Các nhà phát hành của những phim truyền hình nêu trên tại Việt Nam cũng cắt bỏ những cảnh quay có hình ảnh gây tranh cãi. Một số kênh lại cho biết những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đều xuất phát từ các trang xem phim lậu chứ kênh có bản quyền tại Việt Nam không có cảnh đó khi phát sóng và không chịu trách nhiệm về độ trung thực của ảnh. Tuy nhiên dù hiện tại các cảnh có đường lưỡi bò trong những bộ phim bị phản ánh đã bị cắt, không còn trên các nền tảng chiếu có bản quyền tại Việt Nam, nhưng chúng vẫn hiển thị trên vài trang mạng và nền tảng chiếu phim khác tại Việt Nam, trong đó có các trang xem phim lậu. Quý vị suy nghĩ ra sao về ý đồ của Trung Quốc khi cài cắm những hình ảnh đường lưỡi bò vào các tác phẩm phim ảnh truyền bá tại Việt Nam? Mong quý vị hãy để lại bình luận của mình ở phía cuối video. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin kế tiếp đáng chú ý khác trên kênh Tin tức Việt.